Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 200 di chứng hậu COVID-19 được ghi nhận. Trong đó, di chứng tim mạch hậu COVID-19 được đánh giá là nghiêm trọng và khó phục hồi hơn cả. Vậy giải pháp nào giúp chúng ta có thể phòng tránh, hỗ trợ điều trị khi gặp phải vấn đề này? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine, ngay cả khi hồi phục sau COVID-19 với diễn biến nhẹ, người bệnh vẫn có thể đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn đáng kể sau khi nhiễm bệnh. Hậu COVID-19 làm tăng 63% nguy cơ đau tim, 52% nguy cơ đột quỵ và 72% nguy cơ suy tim. Để có thể ngăn chặn, đề phòng những biến chứng hậu COVID-19, Học viện Quân y đã nghiên cứu, điều chế, sản xuất sản phẩm CardiQ10 giúp bảo vệ tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ huyết khối, tan máu đông, phòng ngừa đột quỵ. Sau khi bố tôi bị COVID, thì bố có những tình trạng như mất ngủ, ho, tức ngực và khó thở. Tôi đã cho bố tôi dùng rất nhiều sản phẩm nhưng mà không có thấy thuyên giảm. Cũng rất là cơ duyên thì được những người bạn của tôi và bác sĩ tư vấn cho bố tôi dùng sản phẩm Q10 của Học viện Quân y. Sau một tháng thì những tình trạng trên thì bố tôi gần như đã thuyên giảm hết. CardiQ10 là sản phẩm bảo vệ sức khỏe do Học viện Quân y nghiên cứu, điều chế, sản xuất và là đề tài cấp nhà nước. Thành phần chính của CardiQ10 gồm những thảo dược thiên nhiên quý như cao tỏi đen, cao lá sen, cao đan sâm, axit folic, coenzyme Q10, rutin và một số các thành